vừa mang lại nguồn thu cho đơn vị, vừa tạo điều kiện cho nông dân đến tham quan học tập mô hình trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao. Vườn rau khuyến nông của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực. Với 3 vườn dưa lưới diện tích hơn 1.200 m², Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh trồng khoảng 2.400 cây dưa lưới, giống Lệnh Quà và Ichiba Xanh theo hướng an toàn và đúng kỹ thuật, nhất là ưu tiên sử dụng thuốc sinh học và có độ độc thấp. Bên cạnh việc chăm sóc, người trồng cần phải am hiểu về đặc tính kỹ thuật để có chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp cây sinh trưởng tốt và cho trái đạt năng suất. Và thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật thì vườn luôn đảm bảo là trên 25 ngày. Và trong điều kiện nếu mà sau 25 ngày vườn phát sinh một số đối tượng dịch hại thì vườn có thể sử dụng một số cái sản phẩm hữu cơ như là cái sản phẩm dầu nem để quản lý con bồ trĩ và nhện đỏ, cũng như có thể sử dụng các sản phẩm hữu cơ khác như sản phẩm Arylite. Vườn dưa bao giờ cũng luôn ở trong cái tình trạng sạch sẽ, do vậy nó sẽ hạn chế được cái tình trạng sâu bệnh hại phá hại trong vườn và mình giảm được cái số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng nên dưa lưới của vườn rau khuyến nông luôn phát triển tốt. Chỉ sau 65 ngày trồng, vườn dưa thu hoạch trên 1 tấn trái, trọng lượng từ 1,2 đến 1,6 kg mỗi trái, với giá bán khoảng 30.000 đồng một ký. Tuy nhiên, việc trồng dưa lưới trong nhà màng cũng có những khó khăn nhất định, đó là vốn đầu tư tương đối lớn. Việc phát triển mô hình trồng dưa lưới đòi hỏi người trồng phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mới để cho một vụ dưa đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với mùa mưa thì tình trạng thối gốc là một cái tình trạng cũng diễn ra khá phổ biến ở trong vườn. Do vậy, thứ nhất mình sẽ điều chỉnh cái số lần tưới ở trong vườn làm sao để cho cái bầu tưới nó không bị ẩm gốc. Thứ hai, khi mình neo cái cây lên giàn thì mình sẽ cố gắng neo cái cây nó có dạng thân đứng để làm sao cái gốc nó không tiếp xúc với cái bầu. Hiện tượng thối gốc xảy ra mà sau trước thu hoạch 25 ngày thì chúng ta có thể sử dụng vôi để chúng ta quét gốc nhằm ngăn ngừa cũng như hạn chế sự gây hại của cái hiện tượng thối gốc rễ ở trên cây dưa lưới. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.